nhá. Đây nên đình ải TV nay nên đứa em cắt tóc nhá. Gọt đầu gọt tóc tai để ăn Tết các bạn. Gọt tóc rồi được gọt tai. Đây là chưa cắt đấy, tí cắt. Tí là cắt thì kết thúc rồi xem cũng có đẹp nhá. Đằng trước với sau cái tao cũng ra bắt đầu. Rồi tí nữa cháu tắt đi được tí nữa tí. Đến đơn mình đi 30 cây số chả nhẽ này lại quay đầu thằng nào mai cũng phải cắt rồi. Đầu của anh Điệm mà có ai mà cắt đầu bằng mà tuyệt đỉnh rồi. Nói chung đầu nó vuông là cắt cái đỉnh nhỉ. Lại vào tay nghề của thằng em nữa rồi. Đỉnh quá đỉnh luôn hả? Nhéo chứ anh thì chú cháu mà chú khen phụ nữ người đâu khen. Phụ nữ còn khen. Đấy cái bác ngoài kia bác kêu quá đỉnh luôn này. Đấy. Và nè. Cắt đấy, đấy cắt này có cả vệ sĩ còn đang đứng học cắt này, xem là mẫu có đẹp không, là mai cắt tiếp. Bìa đĩa sợi mình lên, nhìn nó nhỉ, nhìn nó máy quay này, đúng không? Ui giời đẹp trai thế nhỉ? Lên nét không? Máy quay không nét đâu. Dạ. Ừ. Quá vậy. Dạ cái gì? Chú này mới vào mấy giả cái gì? Hả? Sơn này 41. Sơn này 41 cũ. Bao nhiêu? 44 rồi theo 41. 44 rồi. Ô thế là đồng liên với Bắc Đinh kìa. Ừ. Hả? À, ít hơn một tuổi. Ừ, đấy. Nét chưa? Nét đấy. Ừ. Đấy, đẹp trai chưa? Đây chú Sơn đấy, cọc chèo với mình nha mọi người nhá. Nay cũng đi vợ nó cho được mấy chục nghìn đi cắt tóc. Hai anh em liên thủ mới được trôm được 100 nghìn đấy. Tội là cứ đánh một cua em đéo đang mất tiền ấy, không tin tưởng. Không cho giữ tiền ấy. Thank you.
râu nhá, cả râu lấy tai. Nhưng mà chắc không lấy tai thì gạo thôi. Và đi tất nhiên. Hello chào mọi người. Em hôm nay cắt quả đầu. Đánh giá cho đéo đánh giá nào. Cắt cho các bác đầu vàng. Để đi chiến Tết. Được không? Nét không? Mọi người tự xem và đánh giá. Đấy là caramel cũng là thợ cắt tóc luôn đấy. Đấy bằng như chắc phải lấy thước đo quá. Lấy đi vô đo á. Có cần đi vô không? Em quay ngoài vào nó nét. Đúng rồi, mình bị hất sáng. Hất sáng đấy. Đây là chưa cạo đúng không? Chưa cạo. Đấy tí cạo lại nó đẹp. Quà. Rồi được rồi, tí cạo quay tiếp. Rồi, được rồi. Nên nó tốt là được cái là nước ngoài xem đông lắm ấy. Đạt. Ví dụ như là Hàn Quốc, Nhật Bản này, Mỹ, Indonesia, Thái Lan, Campuchia. Cắt tóc ở Việt Nam rẻ lắm mọi người nhá. Chỉ hết $1 nhá, $1 rồi đấy. $1 làm có 25.000 thôi, giờ hai mấy nhỉ? 24 à? Giờ rẻ lắm. Mọi người làm tiền ở nước ngoài về nhớ về Việt Nam mua đất ở nhá, tiêu rẻ về dưỡng già nhá. Từ rồi à? Cắt đỡ vua. Lần trước không ấy ăn được giờ thì hết luôn. Cắt xong rồi giờ đến chương trình cạo râu nhé mọi người nhé. Thực ra râu nó mọc nhanh lắm, chỉ 2 hôm nó mọc đầy. Do cái nước nóng mà không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không anh ơi? Mất mát. Mà. Nhà em đi đây mà. Thôi đừng có xả vờ đấy, thì cơm đấy ngoài nhà người. Thì em bữa dài ra đây. Không, anh quay xem ạ. À. Anh đã quay đấy. Anh cứ quay xem chỗ mưa của nhà anh xem ạ. À. Ừ. Thì đến em cho em cạo, từ đây em cạo, từ bữa nay đi học, mệt lắm. À, rồi, rồi. Em đã cắt tóc xong rồi, nhá, em về lên. Rồi lại cứ ở trong nhà, xem, rồi nhà. À, rồi, 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 sau em lên giờ, nhá. Rồi, rồi, rồi. Rồi, 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 em lên giờ, nhá. Đấy, đấy là em nghĩ lại sai rồi đúng không? Thì em đâu biết đâu, thì hôm nay em đi cạo mà 3-4 ngày em cần điều cho cạo được rồi. Không việc vào đi khác nó không đi cạo được, mà cứ nhờ người nhân viên cạo. Đồng xã nữa anh. À, đồng hương. Đấy, đồng xã, đồng hương thì gọi là đồng xã. Nói chung là ít người để view cắt tóc nhưng hôm nay để cắt tóc này nay chắc đây. Chắc phải 4 tiếng đồng hồ mới cắt được cái tóc đấy mọi người. Đi từ lúc 2 giờ mà bây giờ 4 rưỡi 5 giờ 5 giờ. Đông quá. Rồi sao Đạt cắt cho anh ấy nhá, quả đầu nhím nhá. Đầu nhím với đầu ấy, đầu tắc kè. Có con tắc kè đấy. Hai đầu, có lần đầu con đầu làm một cái nếp. Cho cắt cho anh quả cho đáy mình sao ấy. Không, cắt nhé. Mặt bắt chung nhất là cắt thì nó đẹp. Ừ, nói chung anh cắt tóc kiểu gì nhỉ? Dạ, thì gọi là cắt tóc để view từ đầu đến giờ đấy, gọi là đủ thủ tục. Cái thủ tục lấy tay thì không thua thôi, thời gian trễ rồi. Nếu đủ là phải gọi đầu này nhỉ, Sơn nhỉ? Cắt tóc xong gọi đầu. Gọi đầu, lấy tay. Lấy tay. Có móng chân móng tay gì không? Sao còn cái quả đỏ râu nữa? Chú thì nói đỏ râu chứ cười đấy. Con này là sướng nhất đấy, con này nó ru hết người. À thì nhỉ? Đạt mua cái máy gì mà ấn vào đầu nó ru hết người này. Ở đâu ở cơ quá không biết là quản gì. Ở đâu nhỉ? À, sao rồi, cảm ơn nhá. Thôi xong rồi nhá mọi người nhá. Đấy. Mọi người đánh giá nào, cắt được không? Có nét luôn nhỉ. Ai thấy đẹp thì nên ủng hộ quán em Doan Đạt nhá. Nói chung là kiểu gì cũng cắt được hết. Cắt đầu bằng, đầu đinh. Rồi Hàn Quốc, Nhật các loại. Rồi chim sẻ đi mưa, đường cua, gọng kính là đều cắt được hết. Thôi chào mọi người. Hello. Gọi là cắt tóc để view từ đầu đến giờ đấy, gọi là đủ thủ tục. Cái thủ tục lấy tay thì không thua thôi, thời gian trễ rồi. Nếu đủ là phải gọi đầu này nhỉ, Sơn nhỉ? Cắt tóc xong gọi đầu. Gọi đầu, lấy tay. Tay. Có móng chân móng tay gì không? Sao còn cái quả đỏ râu nữa? Chú thì nói đỏ râu chứ cười đấy. Con này là sướng nhất đấy, con này nó ru hết người. À thì nhỉ? Đạt mua cái máy gì mà ấn vào đầu nó ru hết người này.
ở đâu ở cơ quá không biết tài khoản gì ở đâu rồi à, xong rồi cảm ơn nhá. Thế xong rồi nhá mọi người nhá. Đấy mọi người đánh giá nào, cắt được không, quá nét luôn nhỉ. Ai thấy đẹp thì nên ủng hộ quán em Doan Đạt nhá. Nói chung là kiểu gì cũng cắt được hết. Cắt đầu bằng, đầu đinh, rồi Hàn Quốc, Nhật các loại, rồi chim sẻ đi mưa, đường cua gọng kính là đều cắt được hết. Chào mọi người, hello. Không được ạ, quay cho con nó lại phạm bản quyền. Ừ nhỉ, có cái ấy hay nhỉ, có cái ấy cả cái phản sáng đấy nhỉ, cái đấy đi quay phim nét lắm nhỉ, nét cực luôn. Rồi là vì lần cuối cùng nữa là nữa, ôi Bắc Đinh lại còn gọi đầu nữa hả? Có thể vừa tướng cạo ngoài kia rồi vào đây mẹ cạo tiếp à? Hả cháu? Nó mọc tiếp. Nó mọc nhanh thế nhỉ? Mọc thế nhanh thế nhỉ? Cắt tóc ở đây là chọn gói luôn nhá. Đấy, gội đầu này mọi người này. Đầu tiên cắt này, cắt lấy tai xong bắt đầu vào gội đầu rồi giết nữa rồi mới xong nhá. Mình nay tất nhiên rồi cho nên là không làm hết được này. Được một gói chuyên gói. Chị vào quay các bạn, ông bạn ông mấy chục cây số đến đây quay bạn tí. Rồng bay phượng mưa đấy, quả cắt cho nó quả rồng bay phượng mưa đi. Chứ còn chim sẻ đi mưa nó vẫn cắt kém. Thôi để view nốt lần nữa rồi này nữa. Này bạn nhỏ này lại bắt đầu tiếp tục. Căn bán da, anh xin nhá. Căn bán da trắng này sao có ít thế? Đấy nhìn rẻ đấy. Rồi cảm ơn nhá. Đấy. Cắt cái tóc của em nó lấy có 30.000 đúng $1 nha các bạn. Làm review rồi. Ừ. Vào mình hết 150. Nhiều lúc nên cho người nhà cắt ngại lắm các bạn. Tại sao ngại cái người nhà chứ? Tại sao thích thì thích thật nhưng mà cái ngại. Vừa mới cái điện thoại lấy đắt ra là sau gặp cơ diệu lại ép cho uống một toàn này nó lại cậu chú tính như công minh. Bác nói thế người ta gành đấy, ghê tị đấy. Anh Đinh này có cái dây được đấy, dây ninốc đẹp đấy. Có dây này, dây loại ninốc đẹp đấy. Ừ, nốc đào.